Với mục tiêu phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ, sáng nay tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo 8 tỉnh thành phố phía Nam bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn từng địa phương và cả vùng. Thủ tướng đã nhấn mạnh nhiều mục tiêu, trong đó có mục tiêu thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh là việc làm cấp thiết để thu hút đầu tư, khôi phục kinh tế sau đại dịch COVID-19. Phát biểu ý kiến khai mạc buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, với quyết sách đúng đắn kịp thời, đặc biệt là quyết sách chống dịch như chống giặc, cách ly tập trung không để lây lan ra cộng đồng, chúng ta đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa qua. Tuy nhiên, trong tình hình khủng hoảng sau dịch của toàn cầu, với những lợi thế và tiềm năng vốn có của mình, các tỉnh thành phía Nam cần đề xuất ý kiến giải pháp để Thủ tướng, các phó thủ tướng, lãnh đạo các bộ ngành cùng thảo luận, tìm giải pháp sớm tháo gỡ những khó khăn trước mắt cũng như lâu dài, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế xã hội của từng địa phương và cả vùng. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ đã đi thị sát tại khu vực cảng Cái Mép, Thị Vải, dự án cầu Phước An nối hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu.